Good evening. Chào buổi tối. Cảm ơn các bạn đang xem chương trình Rúng Rỉnh TV. Hôm nay lại một lần nữa uh, chương trình đến với các bạn hơi trễ ha. Tuần trước đó thì là tại trục chặt kỹ thuật nhưng mà tuần này thì hoàn toàn là do lỗi của Phương. Phương đã không ngờ trời mưa đường kẹt xe dữ như vậy không có để uh, để để dành ra đủ thời gian cho cái uh, cho con đường đến đây. Uh, so Sorry about that cảm ơn các bạn đang nghe và để bù lại phương sẽ ráng cố gắng hết sức để làm cho chương trình này thiệt là sôi động và quan trọng hơn nữa phương sẽ chia sẻ với các bạn những điều hay ho để mà chúng ta cùng nhau làm giàu rủng rỉnh ha à, như vậy các bạn ơi phương đã làm nghề đĩa ốc và à, cho mượn cho vay mượn tiền nhà đó đã được 17 năm qua à, năm nay là năm thứ 8 thứ 18 phương trong nghề cho nên là nhờ 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 um, mình làm ăn cần cù và uh, có sao nói vậy uh, phục vụ tới nơi tới chốn cho nên đó là cũng được khá nhiều uh, bà con ủng hộ và support phương uh, công việc làm cũng tốt và cũng nhờ chịu khó quảng cáo cho nên là uh, phương cũng có được nhiều người biết đến uh, thành thử cách đây khoảng 6 năm về trước khi mà phương ra phương mở cái lớp dạy uh, stock investing và option đó có nhiều người giật mình lắm người ta nói ủa tại sao hôm này đang làm địa ốc mà bây giờ đi qua giải chơi stock vậy hay là uh, tán gia bại sản rồi làm nghề địa ốc thua lỗ rồi mới bây giờ mới mới nhào qua chụp giật cái này đây và bởi vì các bạn cũng đã biết rồi đó có rất là nhiều người việt nam mình uh, chơi stock bị thua lỗ cho nên họ bị ác cảm rất là nặng nề với lại stock khi mà phương nói rằng phương sẽ dạy bà con cách làm giàu bằng sắt thì người nhiều người người ta nói là thằng này xạo cái thằng này xạo, sắt sao mà giàu nổi stock là chỉ có chết mà thôi uh, uh, nhưng mà thiệt sự đó là giữa cái cái kiến thức đầu tư đó nó hết sức là là uh, có có lợi có ích cho mình các bạn ơi và 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 Phương sẽ cố gắng phương uh, chia sẻ với các bạn những cái bằng chứng những phương giảng nghĩa ra để các bạn thấy rằng đó không những uh, cái kiến thức về đầu tư trong thị trường chứng khoán nó rất là liên quan mật thiết với lại cái cái kiến thức để uh, đầu tư hoặc là mua nhà uh, trong cái trong cái địa ốc không những là chỉ vậy thôi mà cái kiến thức đầu tư nó nó giúp mình kinh khủng lắm trong bao nhiêu là thứ khác trên đời này nữa ha. À, và cũng may đó là trong năm sáu năm vừa qua nhờ phương dạy học à, chia sẻ hết ruột gan của mình ra và được rất là nhiều người học trò thích đó, cho nên là cái tiếng xấu dần dần nó bớt nó bớt đi rồi hy vọng là vậy à, bây giờ người ta không nói là phương lường gạt nữa và à, thường thường thì cái, mấy cái lớp học của phương đó, luôn luôn là tới ngày khai giảng là hết chỗ đặc biệt năm nay Uh, năm nay là năm lần đầu tiên mà phương uh, khai giảng cái lớp nó sớm như vậy là mới vừa qua năm mới chút xíu thôi tám tây này chủ nhật này là là, là đã bắt đầu rồi cho nên nó uh, có lẽ uh, rất là nhiều người đợi đến qua năm mới rồi tôi mới tính tới chuyện làm một cái gì đó mới mẻ uh, cho nên tới ngày hôm nay phương vẫn còn trống khoảng sáu bảy chỗ cho nên nếu mà các bạn chưa có ghi danh thì đây là dịp mai, dịp mai cho các bạn để mà các bạn ghi danh đây cái cơ hội cuối cùng ha. Chủ nhật này là lớp đã bắt đầu rồi, phương vẫn còn chỗ và ngày hôm nay các bạn ghi danh phương vẫn sẽ để cái giá đặc biệt cho các bạn là giá 399 đô, mặc dù cái giá bình thường là tới 500 đô lận. Và cái cái số tiền này đó nếu các bạn học mà các bạn không thấy thích vì bất cứ lý do gì, phải không? phương sẽ hoàn lại một tiền học phí cho các bạn cho nên các bạn sẽ không có mất mát cái gì cả hãy ghi danh học đi cái lớp này hết sức là tuyệt vời đừng có tin phương mà hãy tin những cái người mà đã học rồi các bạn hãy lên website của phương tôi sẽ giàu com để mà uh, hoặc là rủng rỉnh com để mà coi những gì người, những người học viên trước đã viết và để lại ha uh, và phương sẽ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức mà phương thấy là hết sức quan trọng nào uh, Phương, Phương, Phương cũng là cha mẹ, ấy. Phương có hai đứa con và Phương, Phương với bà xã cũng 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 dĩ nhiên là cha mẹ mình mình muốn cho con mình được nên người, nó cho nó những cái những cái gì mà mình có thể mình cho nó được và à, bà xã Phương với lại Phương đều gửi cho tụi nhỏ ngoài học chung trường ra còn học thêm học đàn nè, học à, bơi, học võ, học tiếng Việt, học tennis, học soccer, đủ mọi thứ hết. Và phương biết chắc chắn rằng nếu các bạn có con hoặc là bạn bè, anh em của bạn có con nhỏ đi thì các bạn cũng sẽ thúc đẩy con mình đi học. Những điều đó đều tốt các bạn. Nhưng mà cái này là nói từ đáy lòng mà nói nha. Phương nghĩ rằng một trong những điều rất rất là quan trọng mình cần phải cho con mình học mà tiếc rằng trường lớp không có dạy đó là học về đầu tư ít nhất là cũng phải học về cách quản lý tiền. Đấy. Nói gì thì nói, dù cho người ta có nói ồ tiền là uh, thứ không cần thiết, tiền bạc không mua được hạnh phúc, <laughs> tại các bạn không biết chỗ shopping thôi, <laughs> à, 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 hoặc là tiền nó dẫn đến những cái xấu xa tầm bậy. Đấy. Không có tiền không làm gì được cả, có thực mới vượt được đạo không phải các bạn là vì tiền mà quên hết tình nghĩa, quên hết uh, mấy cái thứ lý lẽ uh, vì đồng tiền mình làm chuyện gì mình cũng làm no 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 nhưng mà mình phải nhìn nhận thật rằng không có tiền cái cuộc sống của mình nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Đấy và tiếc rằng rất là nhiều người không biết quản lý tiền bạc. Đấy, hoặc là Họ có thể họ làm được nhiều tiền đó không? Nhưng mà họ không biết cách dành dụm Họ không biết uh, cách đầu tư Hoặc là họ xài tiền vào những cái thứ Mà Phương nghĩ rằng uh, hơi phung phí Hoặc là nó không có đáng đồng tiền bát gạo Phương trên đường lái xe đến đây Phương có suy nghĩ cái này Và Phương cứ đắn đo do dự không biết có nói hay không Tại vì You know nó có thể nó đụng chạm một số người Đấy nhưng mà à, phương quyết định chịu chơi. <laughs> à, như vậy các bạn, đấy, phương không có muốn có kẻ thù đâu, nó thiệt là vậy, không có muốn không muốn kê tủ đứng hoặc là đá chân của ai cả. Nhưng mà có những thứ phương tin tưởng rất là mãnh liệt và phương muốn chia sẻ với các bạn. Tiếc rằng khi phương chia sẻ ra với các bạn, phương nói ra cái sự thật đó thì không thể nào không đụng chạm một số người vì cái lợi ích riêng của họ. Đấy nhưng mà biết sao bây giờ mình không thể nào mà mình làm hài lòng hết tất cả mọi người đấy thì phương chia sẻ với các bạn một điều này mà khi mà phương chia sẻ điều này đó là phương phải nói là phương hơi liều tại vì phương có thể phương sẽ mất đi vài người bạn có thể phương sẽ bị một số người trả thù phương đấy nhưng mà well phương muốn các bạn hiểu rằng đây là một cái uh, một cái tâm tư của phương muốn vì các bạn mà phương chia sẻ với các bạn điều này ha. thì như vậy cách đây vài bữa bữa có một người bạn thân của phương có đăng lên trên facebook anh chàng này mới có được một người con cưng con lắm hay lớn tuổi rồi mới có được đứa con cũng mới có vợ ở đây thôi cho nên hết sức hạnh phúc mừng cho anh ta ảnh 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 viết rằng là ô oh, uh, ai trên đời này cũng cần phải có bảo hiểm nhân thọ dù tuổi già tuổi trẻ gì đi nữa cũng cần phải bảo, có bảo hiểm nhân thọ cho nên đó ngay bây giờ tôi đang điền cái giấy application cho con gái của tôi đây mới có mấy ngày tuổi thôi không phải tới mấy tháng nữa mới mấy, mấy ngày tuổi thôi điền cái giấy bảo hiểm nhân thọ cho đứa bé đấy so <laughs> à, anh chàng này có rất là nhiều bạn rất là nhiều người biết đến anh ta không à, anh chàng này dễ thương thì trong vòng có một thời gian ngắn thôi đã có mấy chục người vô like và để lại comment đấy right. phương chỉ viết một chữ đơn giản seriously đấy right. là thầy không vậy tại vì you know phương hoàn toàn phương hoàn toàn ấy không đồng ý với cái câu của anh chàng đó nói là bất cứ người nào bất cứ tuổi nào cũng cần phải có bảo hiểm nhân thọ that is baloney đấy right. dĩ nhiên những người bán insulin họ sẽ nói với các bạn ồ oh, yeah phải nên mua mua cái này có lợi lắm họ phải nói như vậy rồi tại vì họ muốn bạn mua tại sao họ muốn bạn mua tại vì họ sẽ được tiền commission đấy nhưng mà các bạn nên nhớ phương không có bán cái gì cho các bạn hết phương chỉ khuyên các bạn nên đi học không phương không nói là các bạn phải học lớp của phương các bạn không thích phương hoặc nói lớp phương mắc quá hay là giờ giấc không có thuận tiện không cần phải đi học lớp phương nhưng mà phải phải học về những cái nguyên tắc về đầu tư để làm chi để tốt cho bạn kia cho chính bạn đấy hey, that's it I'm not selling anything phương không có bán các bạn bảo hiểm hay gì các bạn mua bảo hiểm không cái điều đó hoàn toàn không có vấn đề với phương với phương không có thù hận bất cứ người nào bán bảo hiểm cả nhưng mà bảo hiểm nhân thọ life insurance mình mua đó là nên nhớ chữ bảo hiểm là bảo vệ con người ta với những cái hiểm nguy. Cái hiểm nguy là gì? Cái hiểm nguy đó là khi một người nào đó là cái là cái 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 cột của gia đình, có nghĩa là cái người đó là cái người income provider, income producer, người làm ra tiền trong gia đình mà người đó chết đi rồi đó thì những người còn sống lại sẽ không có đủ income, không có thu nhập, không có đủ tiền bạc để mà sống một cuộc sống nó nó thoải mái như trước nữa. Cho nên mình phải mua bảo hiểm nhân thọ cho cái người làm ra tiền đấy. Chẳng hạn như trong nhà Phương, Phương làm ra tiền đấy nhiều hơn bà xã Phương chút xíu. <laughs> nhiều hơn chút xíu bà xã Phương cũng, cũng khá lắm. Em ơi em giỏi lắm. <laughs> à, cho, cho nên đó là nếu mà bà có lỡ mà bỏ qua đời thì phương cũng sẽ buồn thiệt đấy nhưng mà phương sẽ không có lâm vào cái tình trạng khó khăn về kinh tế nhiều lắm còn nếu mà phương qua đời có thể vợ phương sẽ phải chật vật hơn rất là nhiều cho nên phương mua cái bảo hiểm nhân thọ cho phương để cover cho nếu mà có chuyện gì xảy ra cho phương đó thì vợ con mình cũng được khác nhưng mà như vậy các bạn phương chỉ mua bảo hiểm nhân thọ term life thôi Đấy, có nghĩa là chỉ trong vòng hai chục năm từ ngày mà Phương bắt đầu mua là là thôi, Phương sẽ không mua nữa. Tại sao? Tại vì Phương bắt đầu mua by the way vào lúc mà con Phương con gái Phương mới ra đời, đứa con đầu lòng của Phương mới ra đời. Nào, tại vì sao? Tại vì khi Phương nghĩ, Phương tin rằng khi mà 20 năm sau nữa, không? Lúc đó, thứ nhất là hai đứa con Phương đã lớn rồi. Đứa nhỏ nhất lúc đó cũng đã 18 tuổi rồi, nó đã thành niên rồi không? Nếu mà nó 18 tuổi mà nó còn trông cậy vào cha mẹ nuôi nó là phương không có làm tốt cái trách nhiệm của người cha dạy cho con mình. Đấy, 20 năm sau căn nhà của phương đã pay off rồi, hoặc là còn nợ đi nữa cũng còn rất rất là ít, không? Xe cộ gì cũng có, không? Tiền bạc của phương dành dụm với bà xã suốt 20 năm cũng đã khá giả rồi. Phương lỡ có chết đi đi nữa, bà xã phương khỏi cần phải lo, căn nhà đã pay off, con cái đã lớn hết rồi, không? Không có cần phải có tiền để ăn mừng không chào mình chết đi lấy chai tơ đấy không có cần cái số tiền đó nào bây giờ đó thí dụ như là con phương mà lỡ có chuyện gì nó, nó nó, qua đời dĩ nhiên phương sẽ đứt ruột đứt gan đấy làm cha là mẹ mà nhưng mà tại sao phương lại phải cần có một số tiền để bảo hiểm cái chuyện con mình đi con phương đâu có phương đấu làm cái đồng đào đâu đấy không nó mất đi không lẽ phương có đủ tiền chôn nó ấy Tại sao Phương lại mua bảo hiểm cho nó như vậy? Nếu mà nói là ô mua bảo hiểm để dành tiền cho nó mai này, nó lớn lên, nó nó có tiền nó xài. Nếu như vậy thì tại sao mình không lấy tiền đó mình đi đầu tư? Tại sao mình phải đi mua insurance làm gì? Đấy, insurance đâu có rẻ đâu. Rất là mắc các bạn. Thấy không? Các bạn trả mỗi tháng, thí dụ như 100 đồng cho tiền insurance, hết 6-70 đồng đi vô tiền commission rồi. Đó là chưa kể những cái phí tổn khác nữa. Đấy. So, so, khi mà các bạn biết về những cái kiến thức về đầu tư đó thì các bạn sẽ không có make những cái decision mà nó nó không có lợi cho mình như vậy. Đấy. Nếu mà mình nói rằng ồ oh, cái bảo hiểm nếu mà có đi nữa thì thì nó cũng còn hơn là không có gì cả. Yes. Nhưng mà cái số tiền mà các bạn đi mua cái bảo hiểm nhân thọ đó các bạn có thể như có những chỗ khác để tốt hơn tốt hơn rất là nhiều nữa để mà các bạn bỏ vô đó là điều mà phương muốn nói, ha? à. à <laughs> đó, phương đã nói cái điều gì phương muốn nói rồi đó. ai muốn chửi cứ gọi vô đi. <laughs> đây là live talk show số bốn là bốn không tám bốn năm chín ba bốn tám bốn năm chín ba nếu các bạn muốn uh, đóng góp ý kiến muốn có uh, ý kiến gì về cái đề tài phương nói À, và không những cái đề tài Phương nói nữa ha Các bạn nếu bất có bất cứ thắc mắc nào Liên quan đến chuyện Mua nhà, bán nhà, sang tên nhà Làm loan trên căn nhà của mình right. Và à, Có những cái thắc mắc gì uh, chung chung về vấn đề Đầu tư chứng khoán, đầu tư option right. à, Mời các bạn hãy gọi vô uh, Gọi vô số phone là 408 459 3000 Và nếu mà các bạn ngại ngùng Mắc cỡ không không dám gọi vô các bạn vẫn có thể gọi riêng cho Phương ở số cell phone của Phương là đây 408 888 7668 hoặc là viết email gửi cho Phương ở địa chỉ hết sức dễ nhớ là phương at rủng rỉnh.com phương rủng rỉnh.com ha à, các bạn cũng có thể vào website của Phương là rủng rỉnh.com để đọc những bài viết của Phương đã viết trong 6-7 năm vừa qua à, về đầu tư và những đề tài khác trong cái cuộc sống của mình. À, nếu mà các bạn có cái hứng thú muốn học hỏi thêm để mà mình giỏi hơn trong cái chuyện quản lý tài chính của mình để cho gia đình mình, chính bản thân mình có cuộc sống ấm no hơn à, sau này mời các bạn hãy ghi danh một lần nữa lớp học của Phương sẽ khai giảng vào chủ nhật này nè, là ngày 8 tới tháng 1 đó. học vào chủ nhật mà thôi, 8 cái chủ nhật liên tiếp ha. À, hiện giờ vẫn còn một số chỗ Mời các bạn hãy à, vô Tôi sẽ giàu.com Để mà ghi danh cho lớp học đó đây, Có người gọi vô à, Đây là chương trình Rung rỉnh TV Xin mời Hello Hi um, em tên là mai em có coi cái thoát show của anh á cho nên muốn hỏi anh về cái vụ bảo hiểm tại vì cái bữa nay em đang coi hình như là like phải không biết phải like không hay là đúng rồi đang like đang like mai 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 đang nói chuyện trên uh, tv đó Oh ok mai <laughs> cứ nói đừng có khớp Ok. Uh, em muốn hỏi là um, em em có mua bảo hiểm nhân thọ mà thơm cho em với lại ông xã nhưng mà còn hai đứa nhỏ đó. Ừ. Thì um, cái người agent á có offer cho em một cái bảo hiểm kêu là um, I think it's whole life. Ok. Giống như mình trả giống như là giống hình như căn nhà vậy đó, mình mua em mua là 150 000 okay. uh, thì nó sẽ cover whole life cho tới 100 tới hai đứa nhỏ tới 121 tuổi. Okay. Nhưng mà em chỉ trả chỉ có 15 năm đầu thôi, Một ừ. tháng 100 đồng, 5.200. Ok. À cái tiền đó thì cái người mà agent nó nói là khi mà uh, con của em thiếu dụ 18 tuổi hay 20 tuổi mà nó cần tiền mua xe hay là đi học gì đó thì em có thể lấy ra được 80% của cái số tiền đó để lấy ra có thể mua xe hay là đi học thay vì mình bỏ vô cái uh, 542 hay 549 hay gì là cái tiền mà cho kho lạch nhưng mà lấy đó nếu mà nó không đi học 529 đó nè. Yeah năm 29 thì uh, em lấy tiền ra không được chỉ cho đi học thôi nhưng mà cái vụ mà live mình này thì em có thể lấy ra đi học hoặc là mua xe này kia đâu okay. anh nghĩ cái 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 chương cái 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 hình đó có tốt không hay là is better than to take the money and then đi mua stock hành đầu tư thay vì mua live insurance whole life rồi cảm ơn mai đã hỏi phương ha cho phương lặp lại một phần những cái lời nói của mai cho mấy bạn đang theo dõi trên facebook đây họ nghe uh, 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 ok So uh, mai có thể mai có thể uh, cúp điện thoại để 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 nghe kênh tivi thì chị Mai mới gọi vô nói là She có mua term life insurance cho hai hai vợ chồng. Uh, và uh, cái người bán life insurance đó rủ rê đi mua thêm insurance cho hai người con nhỏ của mình nữa. Uh, với cái số tiền coverage đó là 159.000 thì phải và cái premium mình phải trả hàng tháng đó là uh, 100 đô Đấy, có nghĩa là một năm một nghìn hai một hai đúng không và trả trong vòng 15 năm thì phải phương không nhớ rõ lắm 15 năm thì sẽ không phải đóng nữa và uh, vẫn có mặc dù không còn đóng nữa nhưng mà vẫn có bảo hiểm suốt đời và sau này khi đứa con lên được tới 18 tám chín tuổi thì có thể rút ra được hình như bảy tám phần trăm gì số tiền của mình uh, gọi là cái cash value nào Again, Phương không phải là người bán insurance, Phương cũng không hận thù gì mấy người bán insurance cả, phải không? Cho nên những cái chi tiết này đó là Phương chỉ lặp lại những lời chị Mai nói mà thôi. Còn cái việc nó có chính xác hay là không đó, mình phải coi cái policy để thì mình mới biết được. Đấy. Cái điều mà Phương biết rằng là như vậy, cái cái những cái policy mà thuộc loại mà như chị Mai nói đó những cái whole life universal life rồi đó nó hết sức là phức tạp nó phức tạp kêu bằng khủng khiếp luôn đấy à, chứ không phải là vừa vừa nữa à, những người mà sinh ra nước Mỹ tiếng Anh không phải là vấn đề gì có học tới đại học đọc hết nguyên cái policy chưa chắc đã hiểu những người đi bán life insurance chính bản thân họ có nhiều người còn chưa chắc hiểu hết tất cả mọi cái vấn đề trên cái policy đó nữa Phương cam đoan là như vậy Đấy, à, nó phức tạp đến độ như thế à, Hiện giờ không có máy tính ở đây Phương không có làm việc được Nhưng mà Phương biết một điều rằng đó Nếu mà con mình còn nhỏ Nó mới sanh ra đời không Mà mình đã bỏ vô 1 năm 1.200 rồi đấy, à, Suốt 15 năm Là tổng cộng coi như uh, 1 2, 12 12.000 cộng với lại 6.000 đến 18.000 đô Cái số tiền đó Nếu mà mình bỏ vô stock market Mình được lời khoảng 90% như vậy đó cho tới lúc con mình lớn 18, 19, 20 tuổi à, và nhất là nếu mình để dành đợi nó học xong đại học hoặc là nó lớn tuổi hơn chút xíu nó khoảng 30 tuổi rồi đó cái số tiền nó có thể lên tới 5, 600 ngàn tới bạc triệu lần à, nó bự hơn rất là nhiều với cái tiền mình bỏ vô trong life insurance và mình có thể có nhiều cái tự do, có nhiều cái flexibility hơn rất rất là nhiều. Uh, so với mình bị giam trong cái uh, life insurance như vậy, ha? and uh, so so so, Phương vẫn tin rằng, Phương vẫn tin rằng cái bảo hiểm uh, nhân thọ mình chỉ nên mua cho cái người nào mà làm ra tiền cho gia đình, Đấy, uh, cho khi nếu mà mình depend, nếu mà mình phụ thuộc, mình bị lệ thuộc, mình cần phải có cái thu nhập của người đó thì khi người đó chết đi, người đó mới gây cái ảnh hưởng uh, về tiền bạc đến đây chỉ nói về tiền bạc thôi nha. Còn cái chuyện mà người đó mất đi, mình mình đau đớn rồi cái đó là dĩ nhiên rồi, thấy không? không có cái bảo hiểm nào mà là bớt đau cái đó được hết đó. đấy. Nhưng mà nếu mà mình bị lệ thuộc, mình bị mình cần cái số tiền của người đó đó thì mình mới nên mua bảo hiểm cho người đó mà thôi. Ha? Uh, uh, I mean uh, nếu mà mình muốn để dành tiền cho con mình Không phải là bắt buộc Mình phải bỏ vô cái năm 29 uh, Cái năm 29 đúng là để chỉ Cho con mình uh, đi học mà thôi Nhưng mà không cần phải học đại học các bạn Chỉ cần học vô trong trường college cũng được, vô trường dạy nghề, phương tin rằng cái số tiền đó cũng 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 sẽ được nữa. Và cái tiền trong năm 29 đó không phải là chỉ trả tiền trường thôi mà tất cả những gì liên quan đến chuyện học, chẳng hạn như đứa nhỏ phải ở tá túc ở một chỗ nào, phải không? Để mà đi học tại vì nó học xa ở trong đôm đồ này nọ, cái tiền đó vẫn trả được như thường. Đấy. À, và 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 khi các bạn hiểu về đầu tư vậy đó thì ít nhất nữa như vậy nếu các bạn không có đồng ý Phương đi nữa, các bạn cũng hiểu được rằng ngoài cái con đường này còn có thêm con đường, này, con đường này, con đường này, con đường này, con đường này nữa để mà các bạn chọn lựa. Đấy. Còn hơn là các bạn chỉ nghe cái người, một người nào đó nói, nhất là khi người đó họ có cái tư lợi riêng của họ nữa. Nào, đấy. Mỹ người có câu nói đùa đó là đừng có bao giờ đi hỏi người barber bạn có cần cái haircut mà hay là không đấy tại <laughs> các bạn đi hỏi người thợ cắt tóc thì thì do I need a haircut người đó sẽ nói yeah you need a haircut tại sao tại vì họ muốn cắt tóc của bạn phải cắt tóc của bạn thì người ta mới có tiền được đúng không đấy so I mean khi mà cái người bán live insurance dĩ nhiên là họ phải nói với các bạn rằng cái live insurance này là cần thiết là tốt cho bạn rồi thì các bạn mới mua các bạn mua thì họ mới có tiền chứ đấy so cho nên là những gì họ nói đã bị bias đã bị uh, thiên lệch rồi ha Uh, again, uh, Mai, nếu mà mà em còn nghe, không, please, you know, I, encourage Mai vào uh, ghi danh học cái lớp stock investing để hiểu rõ hơn làm sao để mà mình có thể đầu tư có lợi cho con mình. Uh, một cái thí dụ mình có thể mình mở một cái ít mà, right? một một cái account oh wow sắp sửa hết giờ rồi thời gian đi quá lẹ phương chưa kịp tâm tình thủ thị gì các bạn nhiều hơn cả à, phương chỉ muốn nói thiệt là lẹ đó là chương trình này uh, sẽ tất cả những cái chương trình uh, rũng đỉnh TV các bạn vô trong YouTube không? các bạn đánh chữ rũng đỉnh TV các bạn sẽ tìm ra được uh, những cái chương trình cũ thâu lại và có thể phương sẽ thâu thêm những cái video khác cho các bạn xem rất là cảm ơn các bạn lắng nghe chương trình rũng đỉnh TV hẹn tuần sau